anh em, chào mừng anh em đến channel Quắc Bằng Tang nha các bạn. Sau đây là một buổi trình diễn ca nhạc sức khỉ của Quắc Bằng Tang. Nó khùng quá mà đi điên rồi. Tụi bay đứng làm gì vậy, trộm lại. Đứng đây chào chú. Ủa vậy công viên này cô chú ơi. À đứa này đi ra chưa chồng. Dạ dạ dạ. Nói đi, chúng nữa con mượn chú vô clip được không chú? Đi đi, lẹ đi á. Có nghĩa nè, chúng nữa con mượn cái xe của ông chủ quán, ông anh của ông Bình. Xong rồi con chạy rồi con nhét cái mai lên rồi. Rồi chú đi, chú chứ mà đúng đâu. Được, 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 được. Vậy nha chú, ý xì á. Let's go. Ủa anh Lâm, nè chứ. Đồ, vậy làm gì là làm gì mà mặc uống đồ vậy? Sao mới sao? Thấy có mùi chè mùi chè coi ấy. Chờ tụi em. Điều hay chưa? Sao nó kêu ngã tiền nhá. Chi mua mười mấy triệu vậy? Đấy đâu mà. Ừ, đúng không? Trời, anh em mình đi ăn hộp cơm rồi quay lại được. Đi đó một lát đi ăn hộp cơm, nãy không có đi xe. Thiệt nhá anh Lâm. Được. Ông anh em không chở chịu lắm. Anh em mình đang chạy que để chở mấy đậu chạy que nha các bạn. Chở thằng Hân với thằng Trung Trẻ Trâu với cô gái nha các bạn. Các bạn hãy chờ xem clip của anh em mình nha. Cái gì dày, mấy cái xe gì dày mày. Mày muốn như thế quá. Ừ. Gớ dày mày. Xe của ông Bình á, ông nào. Cho quay vậy. Ông ngồi coi. Em mới mua hả? Xe ông Bình. Trời giờ tao thấy mày lái xe đâu mày thằng quần. Quả chứ em lái xe giờ em mới mua xe đây mà không lái xe em mua xe chị. Bình. Bình 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 bình. Không cái gì? Đây mẹ. À bình bình. Ai da đều quá. Cái gì? Em lái xe giờ mà anh không biết sao. Từ từ bình từ từ từ. Mẹ nè. À vậy. Ê da chết rồi. Có gì? Cái gì mà tự biết chạy? Mày biết chạy với mình. Chạy mày. Sao không biết xe của em mua ở đây mà không biết. Quần chạy lé mày. Xe em á. Chị em gì mà đi ở đồ không lên nhá ông nậu. Thả tôi xuống anh. Không đâu không? Chết rồi. Quần ở đây lẹ vô. Được. Bình bình ấy thôi mày bỏ xuống tay mày ta đêm ta đi bộ về nhà Bình ơi, tao mệt quá. Anh ngầu đây anh chở đi cho nè. Ngầu lâu lâu nó review cái gì nó chở đi. Lâu lâu anh em đi xe mà. Em mua nhiêu vậy? 30 triệu. Không lâu giờ tao đâu mày có thấy mày. Tao rồi cho tôi xuống ông xe 30 triệu chở tôi đi chơi. Thôi thôi thôi. Thôi 30 triệu. Quắc. Ăn gà 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 tốt. Đồ quá thiệt cái chứ. Quý quần đi lẹ mày. Bình quần anh em qua đường, tao nó qua đường. Đồ mà chớ bên bề bầu dư về nhà đây chắc ối mưa. Bình anh còn hai đứa con mà đợi ăn gạo với cốm mình. Mẹ biểu mày đồ đẹp mày cao đuôi chứ gì đâu sợ. Thì lâu lâu tết nhất đó chở đi cũng vậy. Tết rồi bay. Anh em cứ chơi vui 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 vẻ không sao đâu. Bình anh em bình tĩnh nha. Có gì mẹ mẹ. Mẹ. Bình đừng đừng đeo đeo que bình đừng. Tao bắn mưa bình đừng. Mày mày. Ai. Học cho anh gì bình đừng bình cho anh gì. Chết rồi. Chết rồi. Vườn mình làm giấy mình chạy từ 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 thôi chứ xuống xuống dưới luôn rồi bị hư mẹ không mẹ nó bị gì rồi. hư mẹ luôn á đồ không được không hư mẹ luôn xuống xuống anh em xuống đẩy thử rồi sao bên 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 sao anh đủ cái sao trong nói mưa đầy ở kìa cái xe đã biến số 29 mà nó kêu cái xe nó mất mùa 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 nó mất mùa sao mướn được vậy xe hư ở tất lát chết trong ói mưa mà chạy trâu chạy mà chạy giấy mày bình giờ xe đi được giờ anh em sao ta xe đi mà giờ sao chị em xe trộm rồi chứ bay số 29 bạn xem ăn gọi anh hiếm nó qua chở về rồi mấy em bây giờ bà già em dọn nhà với bà già tết rồi dọn dọn review xe em mất mùa tết em cho anh em đi trâu mà lâu ngày lấy xe chở đi chơi mà làm gì chú nó dữ không chở đi siêu thị chở đi gì xe nó hư giờ anh em mình lên coi thử rồi đó anh em đẩy thôi đúng nam đẩy mạnh chưa không anh em vô vụ đẩy ngay anh em mày gì vậy bây thì lâu ngày mua xe hư rồi giờ sao đẩy xuống ngồi đau chết mẹ luôn cho đâu đi đẩy dụng ngay chú lên đẩy nó dụng cái còn em mưa không em mưa không chứ ai biết mà đi giấy mà nghĩ sao không mưa được em mưa không quần lên đẩy dụng nó ngay anh em đẩy gì ấy đẩy vô tiệm sửa giùm ghé chung giùm mưa mà đây nấu đẩy lùi về chứ đẩy tới chi điên là sao một thằng đẩy tới thằng đã lùi vậy đẩy giùm ngay em mưa đưa tiền mua thuốc mưa thì chúng nó mình nó đưa nó mua xe con được mà không tiếc vậy vậy mưa quần ghe mua cái gì mà đậu bây giờ anh em mới đẩy nha mày 1 2 3 vô lùi lại sao lùi mà điên hay sao anh em sao nó kéo ra lại quần mệt chưa mày anh em dưới mày hết đấy rồi sao đây trước mày
Quần mận chưa không? Mưa rồi đúng không? Mưa chết rồi anh em à. Nhà cửa cũng làm ra làm mấy trò vậy mày? Tất nhất mày mua chi à? Mày không có nghề sao mày bần? Nhắn thấy buồn cho mày sai dữ mày. Mày sai dữ mày. Thôi lỡ thôi đã đẩy. Mày có tiền mua có tiền không nha? Mua chi vậy? Ờ. Mưa. Thôi đẩy giùm nó anh em. Quần nó ói mưa nữa mày. Cuối cùng đi chịu tôi. Rồi. Ai biểu thấy thấy chi ngon quá ham vậy? Mày cho em gì à? Mấy quần ham phố bộ bần thấy chi ngon cái bay lên liền. Biết chi giống chi ngon nghe thấy à? Thấy ở đâu em chi con chưa? Chị con có nhiều loại chứ đâu phải một loại. Lên nào vô vô. Đây gì nữa? Chết rồi. Quần đứng lại coi. Quần nó chạy luôn đâu. Đâu chứ. Trời sắc dưới. Mày gọi nó. Bây giờ mày trách nhiệm mày gọi nó lại quay lại đi chơi gì vậy? Vợ con tôi nha. Quần đó tôi gọi nó. Quá đâu quay lại tụi tí mẹ nào à. Chơi gì mà chơi giấy đâu đẩy đẻ rồi ba chạy à. Mấy trời giấy chơi sao được không? Em mưa rồi đúng không? Làm mấy trò. Mày đó tôi nói ông lần lần cuối. Lớn thôi chứ giờ anh em nó chạy tôi có chạy đâu mà ông le tôi hoài không? Em mưa nãy giờ. Thì biết rồi ai biết đâu thấy xe con ai mới chơi. Mấy thứ làm phố bộ bằng. Tụi lại mà. Thôi mày xuống mà quay đưa tôi chạy nha. Mà chạy gì mà gốm qué mày bình ơi. Đưa chạy nha. Đưa quá chạy. Ờ. Lâu đi xíu lại. Mày lần sau biết chạy mới chạy đây. Đưa chạy nha. Chữ giữa không? Ôi đây. Em làm gì chữ giữa không? Còn bây giờ đi giờ cho mày mọc gì nữa. Thành tụi ta chưa đã. Mua mày rồi kêu bóng giác chở đi xíu ra. Lên xe đi. Nãy biết ở đường quá chạy mẹ dành chạy. Quả chứ em mới chạy em biết nào sợ vậy. Vô nạp đứng. Không, tôi đi bộ gì hả? Lên. Đi ra tôi đi bộ gì hả? Lần này Nam chạy bắt chạy. Bắt chạy mà Nam đi. Tôi ngồi ra xe tôi không xuống không. Tao nói rộng á. Vứt xuống giúp kia cái mày lần cái chứ gì đâu mà anh em. Hết chuyện này nói chuyện nọ. Tôi vô chốn dứa mình. Xe mua 30 triệu bị uống chốn. Vợ cốp ở đây vậy? Ừ. Mà mua nãy mà không vợ cốp không? Không. Vợ vợ cốp này. Chứ tự nhiên hỏi ông nào mua xe vợ cốp mình thì mua ông chỉ cho cách thả cốp rồi chứ. Ông nào đúng số mua mẹ xe tua Uber 40 triệu điểm xuống. Mẹ tao ngồi giờ tao chọn nhà thì anh bưng đi. Bưng trọng ai cho 1 nhớ làm gì nói dữ mày. Anh em làm tình cảm dữ vậy. Anh em lo nghỉ bưng tết. Cái cây mai mẹ nó không có cây búp gì mà không biết bưng gì à? Uống rồi. Chẳng có. Mai nước non rồi với mày. Thì đỡ chút nữa tôi re tôi bao anh. Mày đi mua thì tao đi tìm. Rồi đó. Đỡ em nhiệm vụ tao vâng nha. Tao với thằng Bi vâng. Rồi nha. Hai ông tự nói luôn nha. Chẳng ai nói đâu. Nói gì? Mày đi mua nước rồi mày. Vâng nước rồi tôi vô mua nước. Bi Bi. Uống nước gì? Em bưng gì nấu đâu mà. Ông uống nước gì? Tao tôi non bỏ hút đi. Bỏ uống nước gì? Bỏ hút luôn. Nước cam nữa. Nước cam, nhét cái nhìn. Bữa này thấy mà ốm lắm á. Ừ, uống nước cam. Tôi chặt cái lưng anh nó đeo quyền, nhẹ nhẹ đi không? Mày mất thấy quá. Quắc. Đâu rồi? Kêu ổng chứ, kêu anh kêu ra đó. Anh nè. Hê, mấy mày giỡn lạ mày thử. Cái gì? Bị mày tao rồi sao quay vụ án thui, bạn hối ai bị bưng bó xe. Mày giỡn lạ. Có chứ tên mày của tao rồi sao đi. Quá tên tội đi. Thôi mày đừng cho tôi nặng. Không. Ai biết đâu, đưa tao đi. Ông quắc đâu? Mấy đứa này trộm cây mà dắt cây đi đặt. Đứa nào? Mày đâu? Ấy là cái mai đây chú bán rồi mày à. Đó đây. Quắc nó kêu bỏ lên xe nó ai biết. Cái xe ông còn đổ đây nè. Cái xe đi mà. Đổ đâu? Má tao nói lũ với nha, khi này ở địa phương này là mất biết bao nhiêu đâu. Mà khi đi là chú xe, có thành ở địa phương tao, chú hỏi xếp quốc mình tan nào hết. Nhớ không? Để em tạo điện thành chú xe ra thứ vậy. Em đâu biết gì đâu. Quả chứ không biết sao bị lấy xe đâu. Quả anh không? Khi ra lấy. Khi của mày mà sao nó lấy nó khiêu mai trộn. Từ anh ơi. Ừ. Thế nào? Má mày gọi cho hai cục kia chứ. Chú nào lấy? Không á, anh quắc, anh ở không đâu. Đâu biết nó đi mua nước mà đảo chúng nó gì anh ơi. Ông quắc ông. Mày điện rồi tao điện công an lên luôn. Ơ ba chú ơi, con phải làm gì đâu chú điện công an. Ủa chứ sao xin tao đi đứng không mày cái tao đi. Anh ơi, em muốn anh tết ở nhà chứ em thích lên trên đó anh ơi.
mà cho chỗ nào cũng có tốt hết, cũng có bán kẹo hết. Chứ tự nhiên cái xe của anh mà anh đưa người ta đi là ai hiểu? Ở bên đâu? Đây tôi đây, chứ vậy không anh? Thấy mà sao? Quay. Xe của thằng nó để lái chỗ mà chỉ quất. Nhưng mà chỉ chở để mà chỉ tao rồi. Mày cho mày chở tao đi bây giờ chứ tao tham ai thằng con gà. Mày chở ai chở mày nói gì? Tiền qua không? Tự nhiên nó dắt cái mày nó bỏ tiền nhiều đúng bồng. Rồi mày ngậm mấy phút người của mày ăn cơm. Quá lưng, quá tự nhiên cái bữa chứ anh để tự nhiên mấy nào lần chứ anh thấy mất. Đây đi chứ cái mày bỏ lên kìa, ai mượn vậy? Chứ anh đây nè, anh lưng. Sao? Chứ ông đây mày xách nó bỏ cái mày lên này. Không mà, mong cô chị hát tôi chở đi lên bên phường làm việc. Sao? Giỡn gì? Cái mày của ông chú này chứ mày của ai đâu? Tôi quán mình rồi còn anh gấp mày nữa ông. Đã anh gấp xe rồi còn anh gấp mày nữa. Vừa phải rồi đó. Có đó, em đâu biết gì đâu anh. Em vô tậu mà. Còn mấy ông mày mất mày bỏ chậu mai tao đi. Trời ơi, chậu mai chậu. Nó gì mua nước giùm đó. Ở bưng chậu mai bỏ lại vị trí cũ đi. Dạ dạ, bưng đi. Trời ơi. Chữ mày đúng cái này buồn nhất. Trời lên xuống rồi. Lên xuống rồi. Bây giờ bưng 100 chậu em bưng đâu anh không sao hết á. 100 chậu kìa. Em trai em sai em xin lỗi. Má nó gì vậy? Mày về biết mày nhà làm cũng chịu. Sao? Nghĩ giờ sao? Có lên phường không chú? Bác lên phường hết đi. Mày phải chớ đi. Quá vậy xe em đẻ mà đẻ đâu mà. Mày lái bình. Xe em tự em bỏ xe em. Mày không mày lái mà. Xe em đi mất mấy ông đại mấy ông nợ ai biết. Ông quắc là ông ở đâu mà ông vô đang lượm xe. Quắc bạn em. Không để mượn ông đó ông quên sao vậy? Sao ông bình? Mẹ ông gì ông? Ba ông đây nè, đó, ba ông đây ông anh chấp trộm nè. Đó tôi nói với anh vậy này, cây chịu đây chịu như làm giống ai giống ai anh trộm mai trộm xe anh trộm xe rõ ràng cả bên ngày rồi mà anh còn nói nữa trộm giận giận tao sao vậy anh kể làm được nha tuy anh là anh của em á chứ mà cái em quý anh nhưng mà anh phải tấp này lại ông mình nói lại giờ này xe là tôi cho ông mà ai lấy đi ông đây nè ông hù đây nè ông biết lái cho em anh biết lái chưa vậy em anh lấy xe rồi anh còn nói nữa em nói mà ông hù đây nè anh bây giờ tao nói mới đây này thì đúng muộn tao biết mày của ông. Đây cũng ở đây. Đây trộm mai tao. À lâu giờ khi ai tao cũng biết. Bị leo hết xe tao đưa vô ủy ban. Ông ơi, con đi xe tôi được phải đi lên xe. Quá quý. Tao được chứ tao mới đi trộm. Đó, em đâu có trộm gì đâu. Quá chứ không có trộm sao mới chi. Không, đi con. Đi chết đi. Tiểu không trộm đâu, đừng không hết xe. Tao sợ đâu, tiểu giấy ở đâu. Có khiếu à, có khiếu à. Anh chó người lớn quá. Đó. Anh em làm gì?